Ngày hôm nay thì mình sẽ nói lên những cái tâm sự thật lòng của mình. Nhiều lúc mình luôn động viên với chính bản thân rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần cố thêm chút nữa rồi cái quãng thời gian tồi tệ này sẽ kết thúc thôi. Nhưng mà cái điều tồi tệ nó hết lần này đến lần khác nó lại kéo đến. Đến lúc mà mình muốn vứt bỏ đi tất cả cái sự cố gắng bấy lâu nay. Quả thật là trưởng thành là một cái hành trình cô đơn và thật sự rất là cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, rồi bạn gục ngã một mình. Bạn tự tự mình tìm những cái điều mà khiến cho mình vui lên, tự mình vá víu cái nỗi đau, tự mình động viên bản thân mình. Đấy. Thật ra không phải là vì mình thích sự cô đơn đâu, cũng không phải là tính tình mình nó quái gở đâu, càng không phải là tự cho rằng là mình thanh cao, mình tài giỏi đâu, mà là mình đã quen như thế rồi. Đấy. Nhiều khi cảm thấy cô độc đến cực điểm nhưng lại không muốn tìm một ai để giải bày cả. Có những cái người giống như những người mà họ sợ thất nghiệp, sợ đứng lên làm chủ và tự trả lương cho bản thân. Và theo tính chất bắc cầu, ta sẽ có những kẻ sợ tình yêu đến mức là tự yêu chính bản thân mình. Và mình cũng như thế, mình tự yêu chính bản thân mình thôi. Và cuộc sống mà trưởng thành là phải chấp nhận lưng chừng của sự sự cô đơn.